Bây giờ tiểu não được chuyển hai phần, chất xám và chất trắng. Chất xám chúng ta sẽ phân biệt là cái nào là lớp phân tử, lớp Purkinje và lớp hàn. Vậy tiểu sống cũng vậy, phân biệt chất xám và chất trắng. Chất xám chúng ta sẽ coi gì? Ống nội tụy, neuron thần kinh và thể nít. Rồi tiêu hóa gì? Tiểu não. Cấu trúc gì? Chất trắng hay chất xám? Chất trắng. Lớp nào? Lớp phân tử. Lớp hạt. Lớp phân tử. Lớp hạt. Rồi, tiêu bản gì? Tiểu sống. Cấu trúc gì? Chất trắng. Chất trắng. Cấu trúc gì? Hoàn sĩ. Không hoàn tử hả? Rồi, cấu trúc gì? Dây thần kinh chúng ta sẽ coi gì? Phần vô liên kết và phần sợi. Vô liên kết chúng ta sẽ nhận diện là bao bó thần kinh và bao ngoại thần kinh. Về sợi thần kinh, nhận diện các tế bào là tế bào squam, các tế bào nội mô nội thần kinh, như là tế bào sợi, tế bào nội mô. Về mạch máu chúng ta sẽ nhận diện là ba lớp, áo trong, áo giữa và áo ngoài. Rồi, có cái gì? Bao bó thần kinh, bao ngoại thần kinh. Tế bào gì? Các em lưu ý ha, nếu tế bào squam có nghĩa là thấy cái sợi trục nào, cái tế bào nó sẽ ôm cộng như thế này ha, thì cái này mới là tế bào squam. Còn tế bào chúng ta thấy nhẹ là ra những cái tế bào sợi ha, tế bào sợi nó nằm phía ngoài. Rồi tế bào này nè, tế bào gì? Đây là tế bào nội mô ha, nội mô hai ba ha. Rồi đây là mạch máu, chúng ta sẽ nhận diện ba lớp, áo trong, áo giữa và áo ngoài. Thì chúng này áo trong là chúng ta sẽ có gì? Tế bào nội mô, cái sợi chung ha, cái mạch chung, cái này là giữa là phần cơ, đây là áo ngoài là sợi collagen, thì cái này là mạch chung ngoài. Rồi, chúng ta sẽ có áo lông áo ha. Đây, áo trong ha, áo giữa, áo ngoài. Đây là màng chung ngoài. Rồi phần cơ, cơ chúng ta có gì? Cơ vân, cơ tim. Thì chúng ta nhận diện đầu tiên là cắt dọc và cắt ngang. Cơ tim cũng vậy ha. Rồi, cơ gì? Cơ vân, cơ tim, cơ trơn, cắt dọc, cắt ngang. Cơ này có gì các em? Cơ vân cắt dọc, đây là cơ vân. Cơ vân cắt gì? Cơ vân cắt ngang, đây là cơ vân. Dọc, nó gì đó, tẩm ngủ, nó còn chưa tẩm. Rồi, đây là chân tế bào cơ ha. Rồi, cấu trúc gì đây? Cơ này cơ gì? Cơ gì? Cơ vân cắt. Đây là cơ gì? Cơ tim cắt dọc, cơ tim cắt ngang. Rồi, cơ này cơ gì? Cơ tim cắt dọc qua thành nhân tế bào cơ tim có hình lên. Rồi, cấu trúc gì? Cơ này cơ gì? Cơ tim cắt ngang. Và đây là tiêu bản cơ 1, 2 là những tiêu bản còn lại.